Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn địa lý lớp 9, trang 116 đến trang 118, bài 1, dân tộc và dân số. Học xong bài này, em sẽ trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam, phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư, vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số. Khởi động, dân cư là nguồn lực đặc biệt đối với phát triển kinh tế. Việc tìm hiểu dân tộc, dân số có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hãy nêu một số hiểu biết của em về dân tộc và dân số nước ta. Số 1 nhỏ, dân tộc. Nước ta có 54 dân tộc, trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ khoảng 85% và các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khoảng 15% tổng số dân năm 2021. Các dân tộc luôn đoàn kết tạo nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phân bố. Các dân tộc ở nước ta có một số đặc điểm như sau. A. Các dân tộc ở Việt Nam sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Người Kinh cư trú khắp cả nước nhưng tập trung nhiều hơn ở đồng bằng, ven biển và trung du. Các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đồi núi và cao nguyên. Dân tộc Tày, Hờ Mông, Thái, Mường chủ yếu ở trung du và miền núi phía Bắc. Dân tộc Gia Rai, Ede, Bana chủ yếu ở Tây Nguyên. Dân tộc Khmer, Chăm, Hoa sinh sống chủ yếu ở các đồng bằng ven biển phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. B. Phân bố dân tộc Việt Nam có sự thay đổi. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các vùng trung du và miền núi, phân bố dân tộc ở Việt Nam có sự thay đổi về không gian. Các dân tộc Việt Nam phân bố ngày càng đan xen với nhau trên lãnh thổ nước ta. Các vùng Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có nhiều dân tộc cùng sinh sống. C. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Việt Nam có hơn 5 triệu người sinh sống làm việc học tập ở nước ngoài năm 2021, là bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Việt ở nước ngoài luôn hướng về xây dựng quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Câu hỏi dựa vào thông tin mục 1, hãy trình bày đặc điểm phân bố của các dân tộc Việt Nam. Như vậy, các dân tộc Việt Nam phân bố rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Người Kinh thì cư trú khắp cả nước, tập trung nhiều hơn ở đồng bằng, ven biển và trung du. Các dân tộc thiểu số thì sinh sống ở vùng đồi núi và cao nguyên. Dân tộc Tày, Hờ Mông, Thái, Mường chủ yếu ở trung du và miền núi Bắc Bộ. Dân tộc Gia Rai, Ede, Bana chủ yếu ở Tây Nguyên, dân tộc Khmer, Chăm, Hoa thì sinh sống chủ yếu các đồng bằng ven biển phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Phân bố dân tộc có sự thay đổi. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, ở các vùng trung du và miền núi, phân bố dân tộc có sự thay đổi về không gian. Các dân tộc phân bố ngày càng đan xen với nhau trên lãnh thổ nước ta. Các vùng Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung thì có nhiều dân tộc sinh sống. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Có hơn 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài năm 2021, là bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người Việt ở nước ngoài luôn hướng về xây dựng quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Tiếp theo số 2 nhỏ, dân số. A. Quy mô, gia tăng dân số. Năm 2021, dân số nước ta là 98,5 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines. Bảng 1.1 dân số, số dân và tỷ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 1989 đến 2021. Thì năm 1989, số dân là 64,4 triệu người, tỷ lệ tăng dân số là 2,1%. Năm 1999, số dân là 76,5 triệu người, tỷ lệ tăng dân số là 1,5%. Năm 2009, số dân 86 triệu người, tỷ lệ tăng dân số 1,06%.
Năm 2021, số dân là 98,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số 0,94%. Nguồn Tổng cục Thống kê. Tỷ lệ tăng dân số nước ta có xu hướng giảm, tuy nhiên do quy mô dân số đông lên nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng khoảng 1 triệu người. Câu hỏi dựa vào thông tin mục A và bảng 1.1 hãy nhận xét sự thay đổi quy mô dân số của nước ta giai đoạn 1989-2021, tỷ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 1989-2021. Như vậy, sự thay đổi quy mô dân số ở nước ta giai đoạn 1989-2021, quy mô dân số nước ta liên tục tăng trong giai đoạn này, trung bình mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu người. Thì từ năm 1989 đến năm 1999 tăng từ 64,4 triệu người lên 76,5 triệu người, tăng 12,1 triệu người. Từ năm 1999-2009 từ 76,5 triệu người lên 86 triệu người, tăng 9,5 triệu người. Từ năm 2009 đến 2021 tăng từ 86 triệu người lên 98,5 triệu người, tăng 12,5 triệu người. Về tỷ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 1989-2021, thì tỷ lệ gia tăng dân số xu hướng giảm dần qua các năm từ 2,1% năm 1989 giảm xuống 1,51% năm 1999, giảm tiếp còn 1,06% năm 2009 và đến năm 2021 thì chỉ còn 0,94%. B. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính. Từ năm 1999 đến năm 2021, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính ở nước ta thì có sự thay đổi. Cơ cấu theo nhóm tuổi, tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên tăng. Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng và có xu hướng già hóa dân số. Xu hướng già hóa dân số là do tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ trung bình tăng trong những thập kỷ qua. Bảng 1.2 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Việt Nam giai đoạn 1999-2021 đơn vị tính phần trăm. Theo nguồn Tổng cục Thống kê. Thì năm 1999, dưới 15 tuổi là 33,1%, từ 15 đến 64 là 61,1%, từ 65 tuổi trở lên là 5,8%. Năm 2009, dưới 15 là 24,5%, từ 15 đến 64 là 69,1%, từ 65 trở lên là 6,4%. Năm 2019, dưới 15 là 24,3%, từ 15 đến 64 là 68%, từ 65 trở lên là 7,7%. Năm 2021, dưới 15 là 24,1%, từ 15 đến 64 là 67,6%, từ 65 tuổi trở lên là 8,3%. Cơ cấu theo giới tính thì tỷ số giới tính ở nước ta khá cân bằng. Năm 2021 thì tỷ số giới tính là 99,4 nam trên 100 nữ. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh rất gần được quan tâm. Năm 2021 thì có 112 bé trai trên 100 bé gái. Em có biết tỷ số giới tính của dân số phản ánh số lượng nam giới tính trên 100 nữ giới? Tỷ số giới tính được xác định theo công thức là tỷ số giới tính của dân số, tổng số nam trên tổng số nữ nhân 100. Nguồn Tổng cục Thống kê. Tiếp theo hình 1, tỷ số giới tính của Việt Nam giai đoạn 1999 đến 2021. Thì ở đây, năm 1999, tỷ số giới tính số nam là 96,4 trên 100 nữ. 2009 là 97,8 nam trên 100 nữ. 2019 là 99,1 nam trên 100 nữ. Năm 2021
là 99,4 nam trên 100 nữ. Câu hỏi dựa vào thông tin mục B, bảng 1.2 và hình 1 hãy phân tích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta trong giai đoạn 1999 đến năm 2021. Nhận xét cơ cấu giới tính của nước ta giai đoạn 1999 đến năm 2021. Như vậy, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta trong giai đoạn 1999 đến 2021 có sự thay đổi. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% một năm 1999 xuống chỉ còn 24,1% năm 2021. Tỷ lệ dân số từ 15 đến 64 tuổi tăng nhẹ từ 6,61% năm 99 lên 67,6% năm 2021. Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên tăng từ 5,8% năm 99 lên 8,3% năm 2021. Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng và có xu hướng già hóa dân số do tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ trung bình tăng trong những thập kỷ qua. Về cơ cấu giới tính thì của nước ta giai đoạn 1999 đến 2021 có sự thay đổi nhưng nhìn chung vẫn khá cân bằng. Tỷ số giới tính năm 1999 là 96,4 nam trên 100 nữ đã dần cân bằng hơn. Đến năm 2021 là 99,4 nam trên 100 nữ. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh rất cần được quan tâm. Năm 2021 có 112 bé trai trên 100 bé gái. Tiếp theo, luyện tập vận dụng. Luyện tập dựa vào bảng 1.1 ở trên, các em vẽ biểu đồ thể hiện dân số và tỷ lệ dân số của nước ta giai đoạn năm 1989 đến năm 2021 như sau. Thì các em ở đây, các em xem phần chú thích ở đây là số dân, màu cam và một cái đường màu xanh là tỷ lệ gia tăng dân số. Thì các em dựa vào cái bảng và chúng ta lập biểu đồ thể hiện dân số và tỷ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 1989 đến năm 2021. Thì năm 1989 có 64,4 triệu người. Rồi tỷ lệ gia tăng dân số là 2,1%. Rồi năm 1999 là 76,5 triệu người. Tỷ lệ gia tăng dân số là 1,51%. Năm 2009 86 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số là 1,06%. Đến năm 2021, tỷ lệ dân số là 0,94%. Dân số chúng ta có là 98,5 triệu người. Vận dụng tìm hiểu và trình bày đặc điểm phân bố của một dân tộc ở nước ta. Thì tại Việt Nam có người Sáng Chay là một dân tộc có trong số 54 dân tộc tại Việt Nam theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Người Sáng Chay ở Việt Nam có dân số là 201.398 người, có mặt trên 58 trên tổng số 63 tỉnh thành phố. Người Sáng Chay gồm hai nhóm Cao Lan và Sáng Chỉ, trú tập trung ở ba huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên thuộc tỉnh Tuyên Quang, huyện Phú Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang và rải rác các tỉnh Đông Bắc, Bắc Bộ như khác như là Yên Bái, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Hiện tại thì có một nhóm người đã vào Tây Nguyên lập nghiệp được tổ chức thành các làng.